Chào mừng các bạn đã đến với duytom.com. Hôm nay Fujifilm đã cho ra mắt chính thức chiếc XA5 và Duytom là một trong những người may mắn đầu tiên có được chiếc XA5 trong tay để thử nghiệm. Đầu tiên xin chân thành cảm ơn shop Giang Duy Đạt đã tài trợ về mặt thiết bị để thực hiện video này. Đây là chiếc túi chứa chiếc XA5 và phía bên trong chúng ta có rất nhiều đồ. Đây là 3 món quà tặng đi kèm với chiếc XA5. Thứ nhất là một chiếc filter để lắp vào chiếc lens kit. Thứ hai là chiếc thẻ nhớ 16GB. Và thứ ba là một chiếc case dành cho chiếc XA5. Chiếc case này nó sẽ đi cùng màu với chiếc máy ở phía bên trong. Và đây là một chiếc case rất là đẹp. Và chúng ta còn có cả một cái dây đeo nữa. Và sau đây là hộp chiếc XA5 còn nguyên đài nguyên kiện. Chúng ta sẽ bóc hộp. Phía bên trong hộp, khay đầu tiên là khay chứa các tài liệu. Chúng ta có giấy bảo hành. Đây là một cái phiếu cảm ơn. Đây là một hướng dẫn gì đó bằng tiếng Nhật. Và cuối cùng là hướng dẫn sử dụng giấy cộp. Ở phía bên trong là chiếc máy và chiếc len. Và ở dưới cùng chúng ta có thêm sạc pin chính hãng, dây nối USB với máy tính và một dây đeo cùng màu với máy rất là thời trang. Và sau đây là các nhân vật chính của chúng ta: chiếc Fujifilm XA5 và lens kit 16-45mm. Với chiếc vỏ da, chiếc Fujifilm XA5 trông sang trọng và lịch lãm hẳn lên. Fujifilm đã có nước đi rất đúng đắn khi đánh mạnh vào nhu cầu thời trang, giúp chiếc máy ảnh không chỉ là công cụ chụp ảnh mà còn là thứ trang trí, giúp tôn lên vẻ đẹp cho người dùng. Để bật máy, chúng ta gạt cần on off. Trước hết cần phải nói rằng chiếc len 15-45mm này là một chiếc len mới và nó có zoom điện tử. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần xoáy như thế này là nó sẽ zoom ra zoom vào. Ngoài ra chúng ta cũng có thể zoom bằng tay bằng vòng zoom phía trên. XA5 có đầy đủ tất cả các chế độ để hỗ trợ cả người chơi mới lẫn những người chơi đã có kinh nghiệm. SR+Mode là máy sẽ tự động tính toán hoàn toàn tất cả mọi thứ cho các bạn. Tiếp theo là Advanced Filter, đây là một loạt những hiệu ứng đặc biệt. Chúng ta có thể ấn vào phần này để hiện lên. Và đặc biệt có thêm hai hiệu ứng mới là Fog Remove, tức là chụp khi có sương mù, và HDR Add, thì nó sẽ áp dụng hiệu ứng HDR lên trên tấm ảnh của bạn và chụp panorama. Tiếp theo là các chế độ dành cho những người chơi có kinh nghiệm. Chế độ M là thủ công hoàn toàn, A là ưu tiên về khẩu độ, và P là điều chỉnh về ISO. Về flash đi kèm, chúng ta bật nút này. Và ngoài ra nó có thêm hot shoe để các bạn có thể gắn thêm flash rời vào đây. Về các thiết lập màu phim Simulation, chúng ta ấn vào nút nhỏ nhỏ ở đây để truy cập vào menu Film Simulation. Ở đây có cái rất hay là tất cả mọi thiết lập màu đều trực quan. Ví dụ như chúng ta để màu Standard thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Ví dụ chúng ta chọn vào Spadia thì nó sẽ đổi sang tông màu nâu như thế này. Tiếp theo là Monochrome, tức là màu đen trắng. Như vậy chúng ta có thể điều chỉnh rất nhiều tông màu khác nhau và nó rất trực quan ở trên màn hình, rất là dễ dùng. Về chất lượng ảnh, sự nỗ lực của Fujifilm trong thời gian qua là không thể phủ nhận. Chúng ta đang chiêm ngưỡng màu gốc với lens kit, hoàn toàn không qua bất kỳ chỉnh sửa nào. Màu sắc rất tươi tắn, rực rỡ và không kém những model thuộc loại cao cấp của các hãng khác. Màu da người cũng hồng, đẹp và rất sáng. Về xử lý ISO, đây là ảnh chụp với ISO 3200 và ta có thể thấy Fuji khử nhiễu khá như thế nào. Hầu như không thấy sạn, màu sắc chi tiết hoàn toàn nguyên vẹn. Với khả năng xử lý tương phản, XA5 thuộc loại khá. Tuy nhiên với khung cảnh tương phản cao thì việc chi tiết bị bết vẫn không tránh được, và như vậy chúng ta vẫn phải dùng filter và HDR để xử lý khi cần. Để điều chỉnh về điểm lấy nét thì chúng ta ấn vào nút AF và sau đó điều chỉnh ở đây. Rất trực quan. Tuy nhiên thì số điểm AF nó tập trung tương đối ở phần giữa màn hình, còn phần rìa này thì chúng ta không có. Ngoài ra ta có thể ấn ở phía trên màn hình này để lấy nét trực tiếp luôn.
Về tốc độ chụp liên tiếp, nếu chúng ta để cửa chập cơ khí thì nó sẽ chụp liên tiếp được 6 khung hình trên giây. Tốc độ 6 khung hình trên giây là tương đối đủ cho những môn thể thao nghiệp dư, ví dụ như là bóng đá, trượt ba tanh, cầu lông vân vân và vân vân. Nếu muốn đổi sang cửa chập điện tử cho nó êm ái thì chúng ta có thể ấn vào phần menu, chọn vào shutter style và chọn vào electronic shutter. Đây là phần cửa chập điện tử. Thì khi chụp âm thanh nó sẽ rất là êm. Interval time shooting và time lapse movie là hai chế độ để cùng làm một mục đích, đó là quay time lapse. Ở đây chúng ta có thể quay time lapse movie với độ phân giải 4K và máy sẽ tự động ghép thành một đoạn phim cho chúng ta không phải làm gì cả. Còn interval time shooting thì sau khi chụp xong thì chúng ta sẽ phải ghép lại bằng phần mềm. Còn về kết nối không dây, chúng ta vào phần menu và ấn vào wireless communication. Trên điện thoại chúng ta sẽ start up camera remote của Fujifilm và chúng ta ấn vào nút connect. Chúng ta sẽ ấn vào browse camera và chúng ta sẽ có thể xem được toàn bộ ảnh trong máy ảnh. Và bạn có thể tích chọn tất cả và download nó xuống rất là dễ dàng. Ngoài ra chúng ta có thể ấn vào remote control để thực hiện việc chụp ảnh. Về các chế độ quay video thì chúng ta có rất nhiều chế độ, gồm có thứ nhất là quay 4K nhưng chỉ có 15 khung hình trên giây. Và như chúng ta biết thì muốn nhìn thấy tương đối mượt thì mắt người phải cần 24 khung hình trên giây. 15 khung hình thì chúng ta sẽ thấy nó hơi giật một chút. Thứ hai là chúng ta có thể quay Full HD ở 59,94 khung hình trên giây. Và rất nhiều chế độ khác nhau nữa. X5 cũng có chống rung điện tử. Đây là đoạn video clip khi chưa có chống rung. Và đây là đoạn video clip đã có chống rung điện tử. Chất lượng video phải nói là rất khá. X5 cung cấp một tính năng cực hay là high speed video, cho phép chúng ta có thể ghi lại với tốc độ quay chậm, slow motion. Chúng ta có thể quay chậm đến 4 lần. Tuy nhiên thì độ phân giải ở đây chúng ta chỉ có 720p mà thôi. Tức là tương đương với độ phân giải HD chứ không chưa được là độ phân giải Full HD. Tóm lại, X5 là một chiếc máy rất đáng gờm trong phân khúc hạng trung dành cho người nghiệp dư, mới chơi, bán chuyên. Bạn sẽ có được chất lượng hình ảnh, video thuộc loại top trong dòng crop đi kèm với những tính năng thời thượng phong phú. Với sự cải tiến liên tục như thế này, Fujifilm chắc chắn sẽ làm nhiều đối thủ phải lo ngại. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.